quan họ cổ là quan họ truyền thống, chỉ tồn tại ở 49 làng quan họ gốc ở xứ Kinh Bắc. Tại sân chơi của câu lạc bộ 49 làng quan họ, những nghệ nhân cao tuổi mang đến những kinh nghiệm, những ngón nghề từ các làng quan họ khác nhau. Tôi thì cũng sinh hoạt cũng được, năm nay là cũng được 10 năm rồi. Cũng theo các anh ấy, chị được đi lên thi ở thành phố nhưng mà cũng được giải tí tí thôi, nên là bây giờ cũng phải cố gắng một vài năm nữa để cũng thi được một cái giải gì đấy, giải nhất, giải nhì chẳng hạn. Tự đóng góp kinh phí rồi luân phiên tổ chức buổi giao lưu tại mỗi làng. Chính tình yêu quan họ như ngấm vào máu thịt đã khiến các liền anh, liền chị duy trì sân chơi của câu lạc bộ 49 làng quan họ. Đến hát thì cảm thấy là khỏe mạnh và quên hết tất cả những cái gì mà trong người mà nó yếu đau hoặc là có những cái buồn phiền. Trong cái câu lạc bộ này thì lớn tuổi nhất là có cụ 80, thế nhưng mà vẫn cứ gọi là chị hai. Thế còn trẻ nhất thì là ngoài 40, thế nhưng mà nói chung là vẫn hăng say lắm. Bởi vì là có khi tháng này bận thì người ta lại không đi, tháng sau người ta vẫn đi. Có nghĩa là lúc nào cũng vẫn cứ luôn luôn là ham mê với lại cái canh hát này. Cứ như thế, những canh hát từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, những mái đầu bạc say sưa cả ngày. Vậy mà những người quan họ vẫn bịn rịn lúc phải chia ly, giã bạn.